Mới đây, Đức đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chỉ huy Baltic, CTF Baltic và khánh thành trụ sở của lực lượng này khiến Nga triệu đại sứ của quốc gia Tây Âu để phản đối, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng. Ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay CTF Baltic sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các báo cáo tình hình quân sự, tìm cách tăng cường các biện pháp phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và ứng phó với các bất ổn trong khu vực. Khoảng 120 nhân viên Đức và 60 nhân viên quốc tế sẽ làm việc tại trụ sở mới. 11 quốc gia NATO bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển cũng đã triển khai nhân sự đến trụ sở mới này. Việc thành lập lực lượng và trụ sở mới diễn ra trong bối cảnh việc đảm bảo các tuyến đường biển mở qua khu vực biển Baltic ở sân đông NATO ngày càng trở nên quan trọng đối với liên minh quân sự. Khối này phải đảm bảo các tuyến đường biển thông thoáng vì đây có thể là tuyến tiếp tế duy nhất tới các quốc gia Baltic. Nếu Suwaki Gap, một hành lang đất liền hẹp nối liền các quốc gia Baltic với Ba Lan bị chặn trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Đức tại Moscow Alexander Lambrov tới để bày tỏ sự phản đối, dọa sẽ có phản ứng tương ứng và hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nga cho rằng việc thành lập địa điểm này là vi phạm trắng trợn các điều khoản của thỏa thuận 2 cộng 4 được ký kết vào khoảng thời gian nước Đức thống nhất vào năm 1990, cấm đồn trú quân đội NATO trên lãnh thổ Đông Đức cũ. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Mỹ, Đức và NATO phải nhận thức rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của Liên minh quân sự và lãnh thổ Đông Đức cũ sẽ gây ra hậu quả cực kỳ tiêu cực và sẽ không thể diễn ra mà không có phản ứng tương ứng từ phía Nga. Đại sứ Lambrov xác nhận đã bị Bộ Ngoại giao Nga triệu tập, đồng thời nói rằng động thái của Berlin hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hai cộng 4. Bộ trưởng Pistorius cũng bác bỏ cáo buộc của Moscow. Nga từ lâu luôn phản đối việc NATO tăng cường lực lượng ở sơn đông của Liên minh quân sự này, từ việc kết nạp thêm thành viên cho đến tăng cường hiện diện quân sự. Moscow cho rằng động thái này gây ra mối đe dọa an ninh của Nga đức không ủng hộ việc ukraine gia nhập nato vì lo ngại phản ứng của nga nhưng sẽ đi theo sự dẫn dắt của mỹ tổng thống ukraine zelensky tuyên bố tổng thống ukraine gần đây đã trở về từ chuyến công du tây âu và mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với nga trong khi mỹ và các đồng minh hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược nhưng nhìn chung họ không tán thành kế hoạch chiến thắng của ông zelensky Tôi nói mọi thứ theo cách tôi thấy, chứ không phải theo cách mà ai đó muốn. Phía Đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập NATO, và đó là sự thật. Ông Zelensky nói với các phóng viên tại Kiev ngày 21 tháng 10. Ông thừa nhận rằng Đức chỉ đứng sau Mỹ về mặt viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng lập luận rằng chính quyền ở Berlin lo sợ chủ đề NATO-Đức khi nói đến phản ứng từ Nga, đó là sự thật. Ông Zelensky cho biết Mỹ ảnh hưởng đến quan điểm của Đức trong các vấn đề liên quan đến Ukraine. Ông nói thêm rằng Kiev tin rằng NATO đang trải qua quá trình thống nhất quan điểm về vấn đề tư cách thành viên của Ukraine. Điều này cũng sẽ có tác động đến Hungary và Slovakia. Budapest và Bratislava đã công khai phản đối ý tưởng kết nạp Kiev và NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico thậm chí còn nói rằng ông sẽ phủ quyết động thái này chừng nào ông ấy còn nắm quyền vì nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới. Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Anh, Pháp và Ý đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch chiến thắng, nhưng tất cả các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đều đang chờ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước khi cam kết công khai ukraine đã mong đợi một lời mời gia nhập nato vào năm ngoái và việc không nhận được lời mời đã khiến ông zelensky phải đưa ra lời đe dọa mối quan hệ của ông với mỹ trên các phương tiện truyền thông xã hội vào thời điểm đó nato đã thông qua một tuyên bố nêu rõ rằng kiev sẽ trở thành thành viên khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng công thức đó cũng được giữ nguyên trong tuyên bố của năm nay mặc dù có điều kiện là con đường gia nhập nato của ukraine là không thể tránh khỏi nga đã ra tín hiệu rõ ràng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài quy chế trung lập cho Ukraine và nếu không phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, Kiev sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngày 21 tháng 10, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc Vlasi Benezia đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an nhấn mạnh việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa giải nào. Các nhà điều tra Mỹ đang đau đầu lý giải vì sao một cặp tài liệu được xếp loại tối mật chứa thông tin được cho là kế hoạch tấn công Iran của Israel lại có thể bị dò dỉ một cách dễ dàng. Những tài liệu trên được chia sẻ công khai lần đầu trên ứng dụng nhắn tin Telegram ngày 18 tháng 10, gồm một bản đánh giá được cho là của Mỹ về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Đánh giá này dựa trên việc phân tích các hình ảnh vệ tinh và các thông tin tình báo khác. Theo đài BBC, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng hôm 21 tháng 10 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden rất quan ngại về vụ dò dỉ. Tuy nhiên, giới chức Washington vẫn chưa thể xác định nguyên nhân sự thật dẫn đến vụ dò dỉ này. Israel suốt 3 tuần qua tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ vụ tấn công bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo của Iran vào nước này vào ngày 1 tháng 10. Động thái mà Tehran nhấn mạnh để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 27 tháng 9. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng, cách diễn đạt được sử dụng trong tiêu đề các tài liệu bị do gì mới đây có vẻ đáng tin cậy và phù hợp với những tài liệu tương tự bị lộ trong quá khứ. Điều này được thể hiện ở một số ký tự viết tắt trong nội dung chính của những tài liệu này. Chúng gồm một số từ khóa như FGI, viết tắt của tình báo chính phủ nước ngoài, TK, viết tắt của từ tiếng Anh Thailand Cahill, một mật ngữ chỉ các thông tin tình báo từ vệ tinh và tình báo từ hình ảnh thậm chí các tài liệu bị dò dỉ có khả năng đã được lưu hành với những cơ quan tình báo thuộc Liên minh Ngũ Nhãn, gồm 5 quốc gia thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo cho nhau là Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand. Xét tổng thể, các tài liệu bị dò dỉ là bản đánh giá tối mật của Mỹ về quá trình Israel chuẩn bị tấn công các mục tiêu ở Iran. Dựa trên các thông tin được Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Mỹ phân tích vào các ngày 15 đến 16 tháng 10, đáng chú ý trong đó là việc đề cập đến hai hệ thống tên lửa đạn đạo phóng tên lửa trên không là golden horizon và rox rox là hệ thống tên lửa tầm xa do công ty rafas của israel sản xuất được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau ở trên trời lẫn dưới đất trong khi đó golden horizon được cho là ám chỉ hệ thống tên lửa blue sparrow có tầm bắn lên tới 2.000 km theo BBC, điều này cho thấy không quân Israel đang có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công tương tự cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không và một trạm radar gần thành phố Isfahan, Iran hồi tháng 4, nhưng với quy mô lớn hơn. Sử dụng vũ khí tầm xa sẽ tránh việc chiến đấu cơ của Israel phải bay qua không phận một số quốc gia khác trong khu vực như Jordan. Các tài liệu cũng tiết lộ không có dấu hiệu nào cho thấy Israel chuẩn bị kích hoạt khả năng gian đe hạt nhân. Chính phủ Mỹ được cho là chưa bao giờ công khai thừa nhận Israel sở hữu vũ khí hạt nhân theo yêu cầu từ chính đồng minh thân cận nhất của mình ở khu vực Trung Đông. BBC nhận định vụ dò dỉ rất có thể là hành động có chủ đích bởi ai đó muốn phá hỏng kế hoạch của Israel, nhưng giới chức Mỹ vẫn không loại trừ khả năng tin tặc tấn công mạng. Nếu các tài liệu này là thật, nhiều chuyên gia đánh giá là rất có thể. Chúng cho thấy Mỹ và Israel dù có mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ, nhưng Washington vẫn giám sát đồng minh để đảm bảo không bị qua mặt các tài liệu cũng chứng tỏ kế hoạch tấn công tầm xa của israel với iran đã được chuẩn bị kỹ lưỡng không còn ở giai đoạn ý tưởng mà đã sẵn sàng để triển khai thậm chí nước này còn chuẩn bị các biện pháp đối phó với động thái đáp trả dự kiến của iran một số chuyên gia cảnh báo nếu kế hoạch tấn công của israel được thực hiện hóa khu vực trung đông sẽ một lần nữa trải qua giai đoạn căng thẳng cực độ